Dạ. Em xin chào anh Bằng ạ. Hôm nay là kỷ niệm 5 tháng ngày cái tụi nó nói là mật ước thành đô được thiết lập rồi đó. Từ tháng 7 nay nay là tháng 12 thì 5 tháng mật ước thành đô được thiết lập. Nhưng mà đi ra đường thì em thấy không có cái tàu nào hết, mà cũng không có thấy chỗ nào có chữ tàu nào dương lên hết, không có thấy cái chỗ nào có hết mà tụi nó cứ ngồi xuyên tạc không. Mà đúng ra là tụi nó phải đính chính lại cái thông tin này chứ. Nói là mật ước thành đô được thiết lập rồi thì phải nói là có chỗ nào biểu hiện là cái gì mà ấy, im 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 không có nói gì hết. Chắc là bị dân chúng người ta vạch ra rồi cho nên là bây giờ quế không nói được. Còn quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc thì đối với em thì quan điểm rất là rõ ràng, nước nào cũng vậy hết á, bây giờ là phải tôn trọng chủ quyền là toàn vẹn lãnh thổ, và bây giờ á, là có cái cơ chế của Liên Hiệp Quốc rồi thì tất cả những cái hành vi của các nước á, thì phải thực hiện theo cái tiêu chuẩn đó, cái tiêu chí đó, chứ không phải là anh muốn thích đánh như hồi mà cái hồi cổ đại hồi xưa anh thích cái gì anh làm cái đó, bây giờ không còn như vậy nữa. Bây giờ nếu như mà một quốc gia nào mà bị xâm chiếm hay bị đánh á, thì sẽ là nó sẽ kéo theo một cái cộng đồng dư luận thế giới, rồi người ta sẽ lên án, người ta sẽ chỉ trích, chứ không chỉ đơn thuần là cứ thích là đánh, cứ thích là làm thôi. Cho nên là bây giờ là hả, một số mấy anh cờ vàng cứ cứ bảo xúi giục Việt Nam là bây giờ cứ trên phương tiện thông tin đại chúng ngày nào cũng rủa Trung Quốc đi, ngày nào cũng chửi nó. Trời ơi, chửi nó làm cái gì, cái đó có đòi lại được không, mà cái đó chỉ kích thích cái sự gây hấn của nó thôi. Bây giờ cái đất nước mình đang trong cái quá trình mà người ta khôi phục kinh tế và phát triển sản xuất thì mình cứ tiếp tục mình con đường mình làm, cái sự ổn định của mình bao năm qua thì mình cứ tiếp tục thôi. Còn cái chuyện mà về lãnh thổ thì mình sẽ cương quyết trên vấn đề ngoại giao, cái đó là cái con đường mình làm thì mình sẽ làm như vậy tiếp tục thôi. Vâng, cảm ơn các chú. Cháu chỉ có suy nghĩ đơn giản này cho bằng này. Mình suy nghĩ ở dưới góc độ của một người dân yêu nước đấy và tin tưởng vào Đảng đấy, đúng không phải không chú? Thì bây giờ chỉ nói cái lịch sử của Việt Nam hàng bao nhiêu nghìn năm nay thì chứng minh xem là có những ai, những nhân vật nào trong lịch sử mà đã dắt ngoại bang vào trên cái đất nước Việt Nam mình để về tranh giành quyền lực, thì lịch sử không bao giờ tha thứ. Ví dụ như những cái tên lịch sử đã chỉ ra, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh đấy, như họ nhà Nguyễn cai trị hàng bao nhiêu năm ở cái đất nước mình, thế nhưng mà lịch sử vẫn không thể nào tha thứ đó, là mình dắt ngoại bang vào. Thế thì bây giờ cho hỏi dưới góc độ của người dân này, chú cháu mình, anh em mình ở đây rồi tất cả người dân, nếu như mà nhận ra cái dấu hiệu Đảng mình mà bảo là bán nước cho tàu hay là phải luồn cúi khụy nụy thằng tàu, thì hỏi rằng là đơn giản như chú cháu mình đây thôi, có ai là chấp nhận đi theo không? Chắc chắn là không rồi, mà người dân cũng không có, nếu như chỉ cần có dấu hiệu, phải không ạ? Thế thì ở đây thì cái vấn đề là chỉ có cái lũ nó ở bên kia thế giới nó sủa vọng về thôi, với một một số lũ nghe theo nó thôi, ở trong nước thôi, gọi là tin tưởng mù quáng theo nó, nói chung là để kiếm cơm đó, nó là như vậy. Chứ còn Đảng người ta là một tập thể của rất là nhiều người, không ai có quyền một mình để có thể là bán hay là chấp nhận là chịu sự ảnh hưởng của ngoại bang cả đấy, mà người ta cũng không, người ta đâu phải là con người ngu, cái trí trí tuệ của người ta gấp hàng trăm lần của cái lũ ở thế giới bên kia, không ai người ta dạy như vậy. Thế không ai mà cái đó là người ta dư sức để nhìn ra, người ta là lãnh đạo cấp cao, người ta có trình độ mà đâu phải như lũ thế giới bên kia đâu, lũ ngu nó mới nói như thế thôi đấy, phải không ạ? Lịch sử nó chứng minh rồi, không ai tự kề dao vào cổ cắt cổ như vậy cả, không ai. Thế là Đảng mình không có bao giờ như thế. Chứ còn bây giờ cái thế giới bây giờ giống như chú Bảng vừa nói một câu, quá là có sức nặng luôn. Thằng Mỹ sao không cắt quan hệ đi, ghét như vậy sao không cắt quan hệ ngoại giao với thằng Trung Quốc đi, rồi tất cả những thằng khác, kể cả thằng Nhật đây, trong lịch sử có thù địch thằng Nhật nó đô hộ đấy, thằng Nhật nó đô hộ, nó chiến tranh với Trung Quốc trong lịch sử như thế nào, đẫm máu chưa, nhưng bây giờ hai thằng có cắt ngoại giao được với nhau không? Đó, vấn đề nó nằm ở như vậy. Nhưng mà bây giờ cái lũ chúng nó thì chúng nó cứ nói, thực ra là người dân thì theo như quan điểm cháu chẳng ai người ta tin chúng nó đâu, thế nhưng mà nếu như mình không phản bác lại cái luận điệu của nó thì nó cứ dần dần để cho nó nói một chiều thì cũng khó, cho nên là đó là cái lý do là chú cháu mình lại cứ phải hàng ngày có thời gian là lại phải chơi với chúng nó một tí, phải không chú?
Đúng rồi. Vâng. Thực tế là xuyên tạc tạc quá thì mới có chú cháu mình ở trên cái mạng xã hội này thôi, đúng không? Không thì chú cháu mình lên trên vui đùa há thò với nhau, các kinh nghiệm làm ăn như nào, làm như nào để học tập. Cháu nhá, cháu hôm nào cháu làm, hôm nào cháu đấy để cháu chia sẻ nốt cái đoạn này. Cái hôm ấy cháu lên diễn đàn của mấy thằng, một thằng Tái, thằng Thái Chột, mấy thằng Trương, mấy thằng thằng Hoàng ấy, thằng Hoàng Nguyễn ấy, nó nói về cái vụ thẻ căn cước công dân mà gắn chip. Chúng nó bảo là gắn chip để theo dõi người dân đi đâu, là theo dõi định vị ở đấy, mà chúng nó cứ vẽ xoáy vào cái vấn đề đấy. Cháu bảo là thôi, chúng mày là cái loại mẹ đầu bò à. Nếu mà cộng sản mà làm như thế thật ấy, thì chúng mày đáng nhẽ phải mừng, chúng mày âm thầm, chúng mày đừng có nói ra, để cho cộng sản làm như vậy thật đi. Nếu cộng sản làm như vậy thật ấy, thì tức là người ta tự lấy dao cắt vào cổ người ta, nó chết thì mày mới có cơ hội. Bây giờ mày nói ra như thế, mẹ người ta biết, người ta sửa, người ta không có gắn định vị nữa đâu, thì chúng mày làm gì có cơ hội, phải không chú? Chào mọi người nhé, chào mọi người. Xin phép mình trả lời là tụi Tăng Khá nó cũng đúng, tại vì bọn nó là ở nước Mỹ á, là bọn nó bị gắn cái chip định vị, thành là bọn nó là cái bọn đầu trộm đuôi cướp. Rồi để mà nói ấy, em muốn trả lời là cái thằng mà nữ viên nó nói thế này nè, nó nói về vấn đề 64 chuyển giặc ma, tao nói mày nghe nè, 64 gram. Còn riêng về thằng Diệm á, ở đây ta chả kêu ông Diệm nữa, cái thằng bán nước là Ngô Đình Diệm á, đứng ngay cầu Hiền Lương nó tuyên bố rằng là nước Mỹ là trả về đến vị trí 17, vậy thì thằng Diệm có phải thằng bán nước hay không? Thằng Diệm bán nước hay là người cộng sản bán nước? 64 chiến sĩ ngã xuống cho biển đảo Việt Nam là bảo vệ biển đảo của Việt Nam, biển đảo những bảo vệ những cái tấc đất của cha ông để lại, bảo vệ những cái gì của dân tộc Việt Nam. Còn thằng Diệm nó đứng ngay cầu Hiền Lương vị trí 7 nó bảo rằng nước Mỹ là trả về đến vị trí 17 này. Vậy thì thằng Diệm là thằng yêu nước hay là thằng bán nước? Trả lời đơn giản như mày được chưa? Ôi Bút Đỗ gái, chào mọi người nhá. Bút Đỗ nó bảo là miền Bắc là đói chết mẹ, đúng không? Chớ đừng có nói là lũ này lũ lọ, người ta có tiền mày lo tụi mày kia. Ok, người Bắc ấy, người ta đói để sao? Người ta tiết kiệm gạo, người ta tất cả để vào gọi là cái gì, gọi là tiếp tế ở trong miền Nam chiến trường. Còn ấy, người ta đói cho sạch rách cho thơm, hơn cái loại mà mày gì không có tiền, lấy tiền của nước ngoài ấy để mà ăn, mà để về đánh vào dân mình ấy, đấy mà nhục, hiểu chưa? Thằng Bút Đỗ. Nhưng mà người ta còn làm được gạo ăn. Bên ở miền Nam ngày xưa toàn nhập gạo Ấn Độ đâu ra gạo mà ăn, đúng không? May lại còn vài đồng tiền là gì mà còn nhận nhảy ấy, còn nhận tiền đô la đỏ à? Đúng rồi chú Phú ơi, đô la đỏ đúng không chú? Tiền đô la đỏ. Mình chỉ cần nói chúng nó một câu này: thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, đúng không? Cái bản chất của con người Việt Nam thế. Còn chúng mày là cái lũ coi như là mẹ không có quê hương, thấy không? Chúng mày lúc nào cũng trong đầu óc, chúng mày lúc nào cũng là đầu óc nô lệ. Bây giờ cho nên chúng mày cứ tưởng rằng là hiện nay đất nước Việt Nam phát triển như thế này, giàu có như thế này là chúng ta phải nô lệ Trung Quốc. Không có đâu. Hiện nay quan hệ với Việt Nam Trung Quốc nhá, nói với mấy thằng ba que như này, nếu Việt Nam làm nô lệ cho Trung Quốc thì vũ khí Việt Nam hiện nay mua là mua của ai? Là mua của, phải mua của Trung Quốc. Nhưng hiện nay vũ khí của Việt Nam có mua của Trung Quốc một cái nào không? Chúng mày thử trả lời cho tao biết. Với cái thứ hai là nếu mà kinh tế của Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc thì hiện nay những cái vốn vay ODA của Việt Nam thì vay ODA là của những cái nước nào? Hoặc là sự đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam hiện nay nó phải đứng đầu, phải vượt qua tất cả các nước kia. Nhưng mà hiện nay đầu tư của Việt Nam, của Trung Quốc vào Việt Nam đứng thứ 6 trong tất cả các nước theo cái tổng kết của quỹ IMF năm 2019. Đấy, mấy thằng bác quen trả lời cho bọn tao đi. Giờ Campuchia nhá, hiện nay Trung Quốc đầu tư vào Campuchia chiếm hơn 90% tổng số đầu tư nước ngoài. Nhưng mà Campuchia đã phải của Trung Quốc chưa? Hay Myanmar hiện nay coi như đầu tư của Trung Quốc chiếm có khoảng 75%. Thì bây giờ hiện nay coi như là ấy không? Rồi, xin chào Hoa Tâm. Cho cháu chia sẻ một tí về cái đoạn này tí. Cái đoạn cho cháu chia sẻ một tí về cái đoạn này tí. Cái ảnh hưởng của thằng Trung Quốc ở Việt Nam mình, nó sát biên giới hàng mấy nghìn năm rồi mà lịch sử sẽ trường tồn như thế, bởi vì nó không thể bê, mình không thể bán cái nhà để mình chạy cái thằng hàng xóm khác được. Đất mình nó núi liền núi, sông liền thông rồi. Thế nhưng mà
thực sự ra cháu cũng chia sẻ luôn là cháu làm ăn bên Campuchia 3 năm, là từ năm 2016, 2015, 2016, 2017. Cái thằng Trung Quốc ở bây giờ, cái thằng Campuchia là cái nền kinh tế là gần như là tới 80% là nằm trong tay thằng Trung Quốc. Đấy, tất cả những hạ tầng là hầu như là toàn là thằng Trung Quốc hết. Không có một thằng nào mà, và một phần nhỏ là Việt Nam mình thôi. Đấy, nhưng mà Việt Nam mình đấy, nó sống sát thằng Trung Quốc mà có lịch sử hàng bao nhiêu nghìn năm rồi, bây giờ theo một cái chế độ giống nhau. Thế nhưng mà người dân Việt Nam thực sự để mà nói, nó gọi là có, nó gọi là có cái gọi là, cái mình phải dùng cái từ gì, phải nói là có tư tưởng dân tộc tuyệt vời, không bao giờ chịu hòa nhập, nhưng mà không bao giờ chịu hòa tan với bất kể một thằng nào. Không, mình hòa nhập cực kỳ tốt nhưng mà không bao giờ hòa tan với bất kỳ một thằng nào. Đấy, ngay cả như Việt Nam mình nhớ. Nữ duyên này, có Trung Quốc đầu tư Kula Vũ Hán vào Việt Nam là bao nhiêu người hả anh Bằng Nguyễn? Có Việt Nam chỉ có 30 mấy người mà cái đợt mà dịch Covid-19 ấy, là tấn công vào đúng cái những cái mà Việt Đà Nẵng thành cùng với có cái số người chết ấy thôi. Nhưng bây giờ nữ duyên mẹ đang ở lúc bóng này hỏi toàn những câu ngu của mẹ. Cái Covid-19 hiện nay đã làm gần 300.000 người chết rồi đấy. Tại riêng ngày hôm qua nhá, là cỡ khoảng gần 3.000 người chết một ngày. Mỹ nó giàu, nó nhập khẩu nhiều hơn chú ơi. Mỹ nó giàu, nó nhập khẩu nhiều hơn Việt Nam cái vụ đấy. Năm nào nó nhập khẩu ít thôi, nhập khẩu gọi là gọi là có với thế giới cho nó có. Rồi xin mời Hoa Cam Trinh. Chào anh Bằng Nguyễn, lâu lắm rồi không gặp anh Bằng. Okay. Chào anh Phú và chào tất cả các em ở trên diễn đàn nha, và anh chị em ở trên diễn đàn. Em chia sẻ như thế này thôi, hôm qua em có vào cái mạng của con Thùy Dương. Nó nói là nó chết, con Thùy Dương đấy, con Thùy Dương đó ở bên Na Uy ấy. Chết thì đừng mang xác ở Việt Nam đúng không? Nó nói là nó chết, đừng ai đem xác nó về Việt Nam, vứt xác nó ở bên, thiêu nó đi để vứt xác nó về bên Na Uy. Thế này em cũng có chia sẻ, em bảo chứ mày làm gì có tiền mà để mà đem xác về Việt Nam. Đem xác về Việt Nam ấy là phải 18.000 euro đấy nhá, không phải ít đâu. Nếu mà đem xác từ bên Na Uy về Việt Nam là phải 18.000 euro đấy. Mà trong khi đó 18.000 euro thì theo như em nghĩ thì con Thùy Dương đấy nó làm gì có 18.000 euro để nó đưa xác nó về Việt Nam để nó chôn. Đấy, thì em bảo thôi xác mày cứ vứt ở bên biển, ở bên Na Uy cho nó sạch đất của Việt Nam. Nghe chưa? Đấy, hoặc là bố mẹ mày cũng thế thôi. Nếu như bố mẹ nó bảo nó còn anh chị em, còn bố mẹ ở bên gia đình nó nhớ Việt Nam lắm, rồi nó không về được, nó về thì nó vẫn cứ về được. Còn nếu mà nó giỏi ý, mà nó muốn đem bố mẹ nó sang bên Na Uy chôn hay là vứt xác ở bên biển thì cũng được thôi, đỡ phải chật đất cho cái đất nước Việt Nam. Bây giờ những cái bọn phản động ấy, những cái bọn phản động ở bên nước ngoài hay là trong nước cũng thế, ví dụ như vậy, nó cứ bảo là Việt Nam nghèo khổ. Nó từ đâu? Nghèo khổ nó từ thằng Pháp, từ thằng Mỹ, từ những cái thằng Nhật Bản để nó chiến tranh với Việt Nam mình, cho nên Việt Nam mình mới nghèo khổ đến ngày hôm nay. Còn nếu như không có những cái bọn bũ càng hay là những cái bọn Việt Nam Cộng Hòa thì làm sao mà Việt Nam nghèo khổ đến ngày hôm nay được? Nó là không có. Còn ví dụ nó chửi em là đi bũ càng ở bên Hà Lan vì đất nước nghèo khổ, vì đất nước chiến tranh, cho nên là em cũng phải đi rời xa quê hương để em kiếm miếng sống. Em kiếm miếng sống ở bên nước ngoài em cũng cực lắm chứ. Nhưng cái cực của em là mình phải nghĩ đến đất nước quê hương của mình. Cái điều đó là điều đúng, mình sinh ra từ đâu. Đấy. Rồi mình mới đến được cái đất nước của người ta để mà kiếm miếng sống. Dù mình ở đâu nhưng mà tinh thần luôn hướng vào quê hương là được. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà mình cũng phải đi làm bỏ mẹ đi chứ, có phải ngồi ở nhà để mà có sung sướng đâu. Hôm qua con Thủy Dương nó cứ làm như là một mình nó ở bên châu Âu. Nó bảo bên châu Âu có đủ mọi thứ sướng, nắm cái gì cũng sướng. Trời ơi, mẹ tôi đang ở Hà Lan đây bà ơi. Bà bảo cái gì cũng sướng, không đi làm lấy gì mà sướng, đi làm vỡ mồm đấy chứ. Đấy, con phải đi làm vỡ mồm con đấy. Con đấy nó theo một thằng chồng già lắm phải không chị? Cái chuyện đó thì cái chuyện cá nhân của nó thì chị cũng không có quan tâm. Nhưng mà chị chỉ quan tâm đến là khi mà nó nói đả động đất nước
thì trong đó cũng có, trong đó có các anh các chị và cũng có chị là người Việt Nam. Thì chị thấy là chị cũng đang ở tư bản chứ có phải là không đâu, chị cũng đang ở châu Âu đây, chị cũng phải đi làm vỡ mồm nó mới có ăn chứ, tự nhiên ngồi nhà làm gì có ăn, cuộc sống ai cho, tự nhiên ngồi nhà mà sung sướng mà quan trọng là em bảo quan trọng gì, bây giờ mày muốn về mà bây giờ mày ai cho mày về, cái con đó bây giờ về một cái là xích nó vào chứ ai cho nó về. Thì bây giờ ví dụ như nó có về, nhà nước cũng cho nó về thôi, vì chị thấy là hôm qua em cũng khịa với nó cái vụ đó mà. Cái luật pháp của chúng ta là nó cũng mở rộng lắm, tuy là luật pháp của chúng ta vẫn nhìn thấy những cái bọn phản nó đành đành nó đấy, nhưng mà luật pháp của nhà nước Việt Nam của chúng ta là vẫn cứ mở rộng vòng tay đón những người đã từng phản động và đã đang phản động, mời về đất nước để nhìn lại những cái sự thật cho đất nước đấy, là Việt Nam vẫn cứ mở rộng vòng tay, nhưng những cái bọn mà nó phản động khi nó về rồi ấy, nó lại quay đít trở lại đấy. Nó cái kiểu gì chúng nó cũng thế, nó về được rồi thì nó lại quay đi trở lại, nó nhìn thấy nó ơi, nó có nhiều loại lắm, nó có nhiều loại lắm, em xin chia sẻ này, nó có nhiều loại mà người ta nhìn thấy lắm. Ví dụ như em chia sẻ với chị, ví dụ tất cả văn nghệ sĩ Việt Nam mình hồi xưa ở bên Mỹ hay bên châu Âu ấy thì không có ai là hầu như là vì cái môi trường kiểu gì dính dáng một tí, nhưng mà nó ở cái mức độ nào đó đấy người ta nhìn thấy là ở cái mức độ nào, nhưng mà cái con Thùy Dương này thì lịch sử nó thì em nghĩ rằng không có tha thứ được, con này về là xích ngay. Đúng, nhưng mà những cái người ta đã là nghệ sĩ hay người ta đã từng đóng góp ở Việt Nam hay từng đóng góp của những cái nơi mà ví dụ là nước ngoài, nhưng người ta về Việt Nam, người ta đi nước ngoài người ta cũng vẫn thế, người ta về Việt Nam người ta cũng vẫn thế, người ta vẫn tôn trọng với cái đất nước người ta sinh ra, kể cả có người ta không ưa đi chăng nữa, nhưng người ta cũng không bao giờ để là nói ra như này như khác. Không phải vì một cái cá nhân giữa tôi với một cái ông xã để mà làm ảnh hưởng cả đất nước thì cái điều đó nó không đúng, đúng chưa? Nơi nào cũng có, cũng có cái trường hợp đó, ví dụ như chị cũng thế, chị cũng có chứ sao chị không có, nhưng không vì cá nhân chị để chị làm ảnh hưởng cả một cái đất nước, ảnh hưởng cả một cái thế giới, cái điều đó nó không đúng. Còn ở trên đất nước Việt Nam, những cái người lãnh đạo hàng trăm hàng ngàn người, còn rất là nhiều người tốt, còn người xấu cũng có chứ, ở đâu cũng có. Nhưng cái đó giữa tôi và anh, giữa cá nhân, mình không thể nói mạnh được cái cá nhân giữa tôi và anh để mình giải quyết riêng tư với nhau, chứ không thể đem lên mạng để bôi ra cho xấu cả một cái đất nước mình như vậy. Cái điều đó nó không đúng, vì là luật của chính phủ ra nó vẫn là đúng, chứ không phải là không đúng. Đúng 100%. Chị xem, ví dụ tất cả những cái họp quốc hội đưa ra là đều đúng 100%, chứ không có cái gì là sai cả. Nhưng mà giữa tôi với anh cái cá nhân nào đó thì cái đó là mình phải giải quyết riêng tư, chứ không thể đem được một cả cái đất nước vì mình, hay vì một cái ông công an này, hay vì một cái ông công an kia, hay vì một cái cá nhân này để mà rao rêu cả một cái đất nước. Như vậy là mình làm như thế là mình làm sai đấy, chứ không có đúng đó. Xin phát biểu chỗ này nè. Dạ anh này. Cái vấn đề của con bé Thùy Dương á, nó về Việt Nam cũng chẳng có quan trọng gì hết, cái vấn đề nhà nước không bắt bớ, nhưng mà cái quan trọng á là nó có chấp nhận được cái sự mà phẫn nộ của người dân hay không thôi. Đấy, chứ còn nhà nước Việt Nam thì không màng cái lỗi này. Đấy, cái quan trọng là nó có chịu nổi với cái sự áp lực của người dân Việt Nam hay không, khi mà cái loại rẻ rách này nó đã bán rẻ cái lương tâm của nó bán rẻ một cái dân tộc và đất nước, cái quê hương cha ông của nó. Còn tôi muốn nói về cái này cho cái bọn mà gọi là bao que phản động, mà cái bọn mà dâm chủ cũ hay là những cái thành phần mà gọi là không hiểu biết cái vấn đề đó. Cái thế giới này, cái cộng đồng thế giới này là 4.0, là tất cả, tôi nói ví dụ nha anh Bằng với là các chị nghe nè, người Trung Quốc họ đến Việt Nam, hay là người Việt Nam đến Trung Quốc, hay là người Việt Nam đến Korea, đến Nhật, hay là người Việt Nam đến Mỹ, hay là người Mỹ đến Việt Nam, đến Trung Quốc, hay là đến tất cả, đó là cộng đồng quốc tế. Người ta đến, người ta giao thương và người ta làm ăn, người ta mang một cái lợi ích, cái quyền lợi cho một đất nước khi mà họ đến. Thì chính cái bọn ba que này á, cái bọn mà lưu vong á, cái bọn mà lưu vong mà như cái đám rẻ rách này á, thì nó không hiểu về cái gì hết, tất cả gì. Bây giờ tôi nói ví dụ nè, với con mắt của người Mỹ, họ thấy cái đám ba que mà nó cầm cờ á, thì không lẽ họ nói là ô cái đám này nó đến đây để nó chiếm nước Mỹ à? Nước Mỹ vẫn là nước Mỹ, mà nước Việt Nam vẫn là nước Việt Nam. Bây giờ tôi hỏi các bạn, như tôi bây giờ tôi ở bên Đức nè, cộng đồng Việt Nam họ mở nhà ăn, họ mở quán ăn nè, không lẽ người Đức họ bảo rằng ơ bây giờ đây là cái nước Việt Nam à, của người Việt Nam à? Tất nhiên họ vẫn nói là đây là nước Đức, là của người Đức. Còn cái bọn này đến là chỉ là cái bọn ô sinh,
thì người Trung Quốc cũng vậy. Người ta đến nước Việt Nam mình, người ta làm ăn, người ta đóng thuế, người ta sống dưới cái sự chế tài của luật pháp Việt Nam, không có vấn đề. Mà người ta mang đến, người ta đến là gì? Người ta làm, người ta đóng thuế, người ta mở mang về vấn đề, làm cho cái nền kinh tế thúc đẩy lên. Cũng như mình đến người, mình đến nước Trung Quốc cũng vậy. Hay là người Việt Nam mình đến Malaysia, hay là người Việt Nam mình đến Mỹ, đến Đức này, là họ làm để mà họ đóng thuế, họ làm tạo những cái điều cái kích thích nền kinh tế đó, đều là một vấn đề hết. Nhưng mà cái bọn này á, nó ngu si. Anh em nó ngu si tại vì bọn này là bọn lười lao động. Là nó như vậy thôi, cho nên nó trong mắt nó chỉ có những tư tưởng như vậy thôi. Đó, em chỉ nói vậy thôi, hết rồi đó. Dạ, cái này cho con thêm một chút ý kiến nha. Dạ, dạ. Thật sự mà con nói cái này con cũng nói nhiều lần rồi. Cái tụi chống cộng cực đoan, con nói thật với chú á, tụi nó không phải con người. Về tính cách, về nhân đạo, nhân đức, nó không phải là con người. Ví dụ như là chú Chí Tài mới chết á, nó lên trên mạng, nó nói là chú Chí Tài về Việt Nam bỏ vợ, bỏ con chỉ vì kiếm tiền này nọ thôi, theo gái rồi bỏ vợ, bỏ con. Rồi tụi nó còn nói là ở đây là do ở đây là bác sĩ Việt Nam á, không có bằng cấp chữa cho chú ấy chết. Tụi nó là cái tính súc vật, con nói thiệt chú, trong người ta là súc vật. Vì sao? Súc vật ở chỗ thế này nè, khi mà con em của mình, người thân của mình, dân tộc của mình đau thương, những người cùng dòng máu của mình chết á, mình nếu như mình không biết nói câu gì thôi thì mình im cái họng đi. Ở đây không, vô là tìm cách là dùng cái chính trị, dùng cái thuyết âm mưu để rủa xả cộng sản, chửi cái này, chửi cái kia, đủ thứ trò. Chuyện 1 thành 2, chuyện 2 thành 4, không có một cái comment nào. Con nói thiệt cái chú luôn, không có một cái comment nào của tụi phản động là tiếc thương cho chú Chí Tài. Một câu nó cũng không nói, chứ đừng có nói gì hai câu. Tụi nó không hề thương tiếc, tụi nó không có sự nhân đạo của một con người đối với con người. Tụi nó thì cái nếu mà so với chúng cái tụi chống cộng cực đoan với những con thú á, con nói thật luôn cũng không còn tệ hơn con thú. Ví dụ như chú thấy con chó mà chủ chết á, nó còn đi xung quanh quan tài, nó còn khóc thương cho cái quan tài đó. Còn cái lũ này á, đồng bào của nó chết, người đã từng diễn bên đất của nó chết mà nó không có hề một câu nào động lòng thương xót, chỉ có chửi rủa và vu vạ cộng sản, dùng cái thuyết âm mưu chính trị để thực hiện cái hành vi thôi. Con nói thiệt luôn, cái đám mà đã bán nước một lần rồi, đã bán Việt Nam mình một lần cho đế quốc rồi, thì tụi nó sẽ vẫn còn bán nữa. Và con khẳng định luôn là tụi nó ở Mỹ, tụi nó cũng sẽ quậy nữa, cũng sẽ bán nước Mỹ một lần nữa thôi, chứ mất cách nào hết. Nói túng lại một câu như thế này nè. Nói túng lại một câu là cái bọn mà lưu vong á, mà phản bội tổ quốc á, phản bội lại dân tộc á, là lũ súc sinh, chứ phải lũ người. Nói túng lại cái gì thôi. Hóa ra bị lộ nhá, gì nhở, Lữ Duyên hóa ra là người của Đào Minh Quân, của Tổng thống Đệ Tam Việt Nam, Đờ Mơ Quân. Đó là A Quy mà, A Quy chứ. Không, bây không phải A Quy đâu, tại vì thế Lữ Duyên nói không thế, bây giờ đất nước Việt Nam đang ổn định, và đang phát triển, và có rất có uy tín trên trường quốc tế. Những người dân phần lớn, tôi nói gì, dùng câu phần lớn, những người dân đang ủng hộ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thì đang tự nhiên mà đi trưng cầu dân ý à? Mày bảo nước Mỹ ấy, hiện nay đang lộn xộn, Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ đang mỗi bầu cử tổng thống thôi mà đang ở Mỹ lên đấy, tại sao không trưng cầu dân ý đi? Hiểu không? Nhà đang yên ổn, con đừng về. Bảo nhắn với cả Lữ Duyên ơi, cho mình nhắn cả ông tổng thống của bạn là nhà đang yên, các con đừng về. Thôi mệt lắm. cho em chia sẻ khoảng 2 phút rồi em đi xuống, máy em đã gần hết pin rồi. Em chia sẻ như thế này này, những cái anh chị phản động nói chung là cứ khen là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nếu giỏi thì nó đã tồn tại đến ngày hôm nay. Nó không giỏi thì phải chấp nhận thua cuộc đi. Thì bây giờ mình phải chấp nhận cái tương lai mới đi. Còn cái tương lai cũ giờ nó đã hủy hoại 45 năm nay rồi. Chúng nó tự hủy chúng nó chứ không ai tự hủy chúng nó. Chúng nó quá hèn hạ thì tự chúng nó phải biết những cái gì chúng nó làm. Thì bây giờ chúng nó phải biết chấp nhận những cái gì nó là hiện đại của đất nước Việt Nam bây giờ, là cả thế giới công nhận, chứ không phải là có mỗi Việt Nam, cả thế giới công nhận Việt Nam, cờ Việt Nam treo phất phới trên thế giới, thì rõ ràng là cái điều đó là nó phải công nhận rồi. Nhưng cái lũ nó bán nước ấy, nó không thể bán nước được đất Mỹ đâu, nhưng nó phá hại cái đất nước Mỹ đấy, nó phá hại cái đất nước Mỹ. Ví dụ bây giờ em nói cái ông Biden, ông lên nó cũng bảo ông Biden là bây giờ ông đi theo Trung Quốc rồi, nó là Trung Quốc rồi, nó là công Trung Quốc của, còn ông Biden nên là ông là cộng sản của thằng Trung Quốc rồi. Bây giờ cả người dân của bên nước Mỹ cũng là Trung Quốc hết rồi, nếu như theo chúng nó nói đấy. Cái đầu chúng nó ngu thì cái tư tưởng của chúng nó lúc nào cũng ngu.
đầu chúng nó là nó chỉ biết nói tiếng Việt thôi, nhưng óc chúng nó không bằng một con thú, không bằng một con thú đâu, không bằng một con thú đấy. Cho nên chúng ta phải 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 rất là đất nước của chúng ta phải giữ được đến ngày hôm nay, đó là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam là thành dựng nên, để thành lập nên một cái Đảng Cộng sản, một cái đất nước vững chắc đến ngày hôm nay, đó là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta đang tiến lên và đã tiến lên đấy, thì chúng ta phải nhìn thấy. Còn những cái thằng, còn những cái thằng chó má phản động thì kể cả đất nước của chúng ta có vươn tới tầm cỡ châu Âu đi chăng nữa, lúc nào nó cũng bảo đất nước của chúng ta là kém cỏi, thì những cái thằng đó ấy, là những thằng rác rưởi trên xã hội. Những cái thằng đó đừng có đem dòng máu nói là tao là người Việt Nam đây, nói là dòng máu tao là một con thú nhá. Thế thôi, em chỉ nhắn gửi mấy cái thằng ba que vậy thôi, còn cho em xuống. Còn em xin chào tất cả các anh chị trên diễn đàn và các anh chị theo dõi ở trên diễn đàn của anh Bằng Nguyễn. Chào tất cả các anh chị nha và các em. Dạ. Rồi, xin cảm ơn thầy Yến. Chúng đó là toàn là gì, thân thể mình nói một cái câu tương tâm hồn của Mỹ rồi. Tức là chó thì vẫn cứ sủa, đoàn người vẫn cứ đi, đúng không? Chúng nó ở bên kia càng sủa bao nhiêu thì những người Việt Nam chân chính người ta càng ghét chúng nó bên nhiêu. Còn đất nước Việt Nam vẫn yên bình, người dân Việt Nam vẫn sống trong cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, và đất nước Việt Nam vẫn phát triển, vẫn và sẽ sánh ngang vai với các cường quốc năm châu. Đấy, dù có khó khăn như thế nào nữa, chúng ta, những người dân Việt Nam chúng ta cùng với sự lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ, của Nhà nước Việt Nam, thì tôi tin rằng đất nước Việt Nam mình sẽ càng ngày càng tiến lên, và cái tốc độ phát triển của mình vẫn cứ ở cái top đứng đầu thế giới như hiện nay. Đất nước Việt Nam là một đất nước đáng sống, sống hạnh phúc đối với các anh các chị ở nước ngoài về Việt Nam.